tiêu chiến được 180 tỷ người dõi theo, xứng tầm với danh hiệu đỉnh lưu top đầu Cbiz. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, view hashtag Douyin của Tiêu Chiến đã phá mốc 180 tỷ. Với thành tích này, anh chàng đã lọt top một nghệ sĩ Cbiz, có lượt xem hashtag nhiều nhất trên Douyin. Có thể nói, Tiêu Chiến xứng danh với danh hiệu đỉnh lưu lượng top đầu Cbiz, sau khi liên tiếp có phim gặt hái thành tích tốt, danh tiếng và địa vị của anh chàng cũng thăng hạng rõ rệt. Đáng chú ý, có rất nhiều thương hiệu tìm đến anh chàng làm người đại diện. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy giá trị thương mại của Tiêu Chiến ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh loạt thương vụ lớn, Tiêu Chiến còn là nam diễn viên đắt giá của Cbiz, vừa hoàn thành dự án điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu của đạo diễn Từ Khắc chưa lâu. Chàng Mỹ Nam đã vào đoàn phim Tạng Hải Truyện, dự án cổ trang mới của Tiêu Chiến cũng được xếp hạng phim cấp S2+ của Youku. Vừa qua, trong ngày hội chiêu thương, Tạng Hải Truyện cũng đã tung poster người thật đầu tiên của Tiêu Chiến. Với dự án được đầu tư lớn, Tàng Hải Truyện được dự đoán sẽ là phim bom tấn truyền hình nếu phát sóng trong năm 2024 này. Phim do tổng đạo diễn Trịnh Hiểu Long cầm trịch, ông từng có những tác phẩm tiêu biểu tạo tiếng vang như Chân Hoàng Truyện, Cao Lương Đỏ. Tàng Hải Truyện kể về Uông Tàng Hải, con trai của Khâm Thiên Giám Chính, phải chứng kiến cảnh toàn môn bị diệt từ khi còn bé. Mang trong mình huyết hải thâm thù, anh kiềm chế bộc lộ tài năng của mình. 10 năm sau, anh trở lại kinh thành với diện mạo mới, trở thành cố vấn dưới trướng kẻ thù là hầu tước Bình Tân. Sau cùng, Uông Tàng Hải âm thầm tiến lên trong cơn bão quyền lực đầy sóng gió. Cuối cùng khi đã có cơ hội trả thù, thì lại phát hiện ra, mình chỉ vừa thấy phần nổi của tảng băng chìm trong câu chuyện ân oán này. Vượt qua nhiều trở ngại, cuối cùng Uông Tàng Hải đã vạch trần âm mưu, bảo vệ đất nước và những người thân yêu của mình. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vương tầm quốc tế, được ông lớn vinh danh. Dự án chuyển thể từ ngôn tình hiện đại Vụng Trộm Không Thể Giấu, do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính, mặc dù đã kết thúc được một năm trời, nhưng sức lan tỏa của phim vẫn vô cùng lớn. Cho đến bây giờ, nhiều khán giả thừa nhận, họ chưa thể thoát khỏi được cơn lụy phim, dù màn ảnh Hoa ngữ đã ra mắt thêm vô số tác phẩm hấp dẫn khác, và đến ngay cả bản thân hai diễn viên chính là Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn cũng đã xé cúp bồ từ lâu. Vào ngày 15 tháng 5, tại buổi lễ chiêu thương của Youku, Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được ông lớn này vinh danh là một trong năm dự án lên sóng thành công nhất 2023 trên nền tảng. Bên cạnh Trường Nguyệt Tẩn Minh của La Vân Hy và Bạch Lộc, Hắn Là Ai do Trương Dịch đóng chính và Dị Nhân Chi Hạ của Bành Dục Sướng và Hầu Minh Hạo. Theo số liệu được Youku thông báo, Vụng Trộm Không Thể Giấu đã thu hút lượng khán giả cuồng nhiệt từ hơn 190 quốc gia và khu vực trên thế giới, đưa ứng dụng Youku ở nước ngoài lọt vào top 10 ứng dụng được tải xuống nhiều nhất tại không ít quốc gia. Từ một bộ phim vướng phải vô số tranh cãi, tới nỗi khán giả còn đòi đoàn phim đổi diễn viên, chỉ vì cho rằng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn cùng với nam phụ Mã Bá Khiên sẽ không diễn ra được phong cách của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa và Tang Diên. Thế nhưng, sự thật đã chứng minh phán đoán của netizen là hoàn toàn sai lầm. Nhìn vào loạt thành tích trước đó Vụng Trộm Không Thể Giấu đạt được và số liệu Youku báo cáo ở buổi lễ chiêu thương ngày 15 tháng 5 vừa qua là đủ hiểu. Tuy diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn chưa thể gọi là quá xuất sắc, nhưng đủ tốt, đủ sinh động, để tái hiện lại một Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ hệt như xé sách bước ra. Bên cạnh đó, cũng cần phải khen ngợi màn hóa thân của Mã Bá Khiên vai Tang Diên. Trong Vụng Trộm Không Thể Giấu dù chỉ là vai phụ, khác với bản Khó Dỗ Dành, hiện đang quay, nhưng mỗi một phân cảnh mà anh xuất hiện, đều để lại cho khán giả ấn tượng khó phai nhòa. Chị gái Bạch Lộc gây sốt khi diện váy cưới. Cách đây không lâu, dự án cổ trang thư quyển Nhất Mộng đã chính thức khai máy. Đây là bộ phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Lý Nhất Đồng và Lưu Vũ Ninh. Loạt tạo hình cổ trang của nữ chính Lý Nhất Đồng trên phim trường thư quyển Nhất Mộng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Mới đây, một số hình ảnh của Lý Nhất Đồng trên phim trường thư quyển Nhất Mộng đã được đăng tải và nhận được vô số lời khen ngợi. Trong ảnh, cô nàng diện tạo hình hỷ phục lộng lẫy với hai màu xanh đỏ làm chủ đạo và điểm nhấn là phụ kiện vàng. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp hợp với tạo hình cổ trang, vậy nên Lý Nhất Đồng có thể cân được mọi kiểu tạo hình. Trong tạo hình hỷ phục lộng lẫy, nhan sắc xinh đẹp mỹ miều của Lý Nhất Đồng như nổi bật hơn hẳn, đặc biệt khí chất cao quý của chị gái Bạch Lộc khiến dân tình không thể rời mắt. Dân tình hết lời khen ngợi tạo hình tân nương của Lý Nhất Đồng trong thư quyển Nhất Mộng. Nội dung chính của thư quyển Nhất Mộng xoay quanh nữ chính Tống Tiểu Ngư. Cô là một nữ diễn viên vô danh, nhưng bất ngờ bị xuyên không vào tiểu thuyết. Tại đây cô trở thành một thiên kim tiểu thư nhưng mang mệnh khổ. Tống Tiểu Ngư bị nam hành lợi dụng, sống một đời đau khổ,
những tạo hình của Lý Nhất Đồng khiến dân tình đặt kỳ vọng lớn vào thư quyển Nhất Mộng. Hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình quay và dự kiến sẽ được lên sóng trong năm sau. Bảng xếp hạng Mỹ Nam Cổ Trang 2024, Thành Nghị và La Vân Hy bại trước Đặng Vi, Tiêu Chiến đúng chuẩn. Trên mạng xã hội Weibo gần đây, CNET đã cùng nhau bình chọn ra top 10 Mỹ Nam Cổ Trang đẹp nhất phim truyền hình Hoa ngữ chưa lên sóng năm 2024, trong đó có nhiều cái tên vô cùng quen thuộc với khán giả như Vương Hạc Đệ trong phim Đại Phụng Đã Canh Nhân, Trương Lăng Hách trong Độ Hoa Niên, Thành Nghị trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, hay Tiêu Chiến trong Tàn Hải Truyện. 8. Trương Lăng Hách. Tạo hình cổ trang của Trương Lăng Hách trong dự án cổ trang Độ Hoa Niên nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Phim chỉ vừa mới hoàn tất ghi hình vào giữa tháng 2 năm 2024, nên vẫn chưa có lịch chiếu dự kiến. 7. Lưu Học Nghĩa. Lưu Học Nghĩa vai Mộ Dung Cảnh Hòa trong phim Xuân Hoa Yếm, hợp tác cùng Ngô Cẩn Ngôn, cũng giống Độ Hoa Niên. Xuân Hoa Yếm đang trong thời gian chỉnh sửa hậu kỳ sau 4 tháng quay, đóng máy tháng 4. 6. La Vân Hy. Sau Trường Nguyệt Tẩn Minh, La Vân Hy tiếp tục tham gia dự án cổ trang khác là Thủy Long Ngâm. Đa phần những tạo hình khi lộ ra đều thu hút độ thảo luận cao. Dẫu vậy, bên cạnh những lời khen, vẫn có netizen cảm thấy tạo hình nhân vật của La Vân Hy có phần hơi màu mè, thiếu cảm giác nam tính. 5. Vương Hạc Đệ. Đại Phụng Đã Canh Nhân của Vương Hạc Đệ đã quay xong từ lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin chính thức về lịch chiếu. Cách đây không lâu, khi đoàn phim phát hành trailer, vai diễn Hứa Thất An do Vương Hạc Đệ đóng chính, được công chúng đánh giá khá cao, giống với tưởng tượng của netizen khi đọc miêu tả nhân vật ở nguyên tác. 4. Lý Hiện. Lý Hiện không thường xuyên đóng cổ trang, và thực tế ngoại hình của Lý Hiện trong tạo hình này cũng tương đối tranh cãi. Tuy nhiên sau khi trang phục phong cách thời Đường ở Quốc Sắc Phương Hoa của nam diễn viên được tung ra, cư dân mạng quả thực đã phải thay đổi định kiến trước kia. 3. Thành Nghị. Hậu Liên Hoa Lâu, tên tuổi của Thành Nghị nhanh chóng vươn lên một tầm cao mới. Thế nên khi biết anh được giao cho vai nam chính ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, cư dân mạng đã rất vui mừng. Thành Nghị dưới bàn tay ma thuật của Dịch Tiểu Nhã, liên tục đốn tim khán giả với nhiều tạo hình đẹp xuất sắc. 2. Đặng Vi. Tiên Đài Hữu Thụ là bộ phim đầu tiên Đặng Vi đảm nhận vai nam chính. Trước đó ở Trường Tương Tư, Đặng Vi với tạo hình đồ sơn cảnh cực soái, lấn lướt luôn cả nam chính Trương Vãn Ý, đã gây sốt mạng xã hội suốt thời gian dài. 1. Tiêu Chiến. Việc Tiêu Chiến dẫn đầu bảng xếp hạng gây ra không ít tranh cãi. Có người cảm thấy tạo hình cổ trang trong Tàn Hải Truyện của Tiêu Chiến lần này tương đối bình thường, không quá ấn tượng. Có chăng, lý do giúp anh giành được ngôi đầu là nhờ lượng fan đông đảo. Ngược lại, có netizen cho biết họ thích nét nam tính, đơn giản, nhưng vẫn có hào quang nam chính tỏa ra từ Tiêu Chiến. Hé lộ hậu trường tình bể bình của Châu Giả và Thừa Lỗi trong phim Cẩm Nguyệt Như Ca. Cẩm Nguyệt Như Ca là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, ngoài cặp đôi chính là Châu Giả và Thừa Lỗi, bộ phim còn có sự tham gia của một số diễn viên như Bạch Chú, Lưu Tuấn, Trương Miểu Di và Trương Khang Lạc. Trong loạt ảnh hậu trường gần đây, hai diễn viên có những khoảnh khắc thân mật, ngoài ra ở một số cảnh phim, dù chỉ là hậu trường, thế nhưng nhìn cả hai vô cùng đẹp đôi. Bên cạnh đó, những cảnh cầm quân ra trận với tạo hình tướng quân của Châu Giả và Thừa Lỗi cũng nhận về nhiều lời khen ngợi. Thừa Lỗi có lợi thế khi sở hữu ngoại hình nam tính, vóc dáng cao, anh được đánh giá rất phù hợp với những vai tướng quân. Trước đó, anh cũng nhiều lần đảm nhiệm nhân vật tương tự. Đặc biệt, trong phim Cẩm Nguyệt Như Ca, tạo hình của các nhân vật được trau chuốt, tỉ mỉ, nhưng chi tiết trang phục không rối mắt, tạo cảm giác dễ chịu cho người xem. Trong khi đó, tạo hình Châu Giả cũng không thua kém với hình ảnh một tướng quân lạnh lùng uy phong. Có thể nói, ở Cẩm Nguyệt Như Ca, cô có tạo hình lột xác so với các vai diễn gần đây của cô. Trong phim, Châu Giả vào vai nữ chính Hòa Yến. Hòa Yến sinh ra đã có tính cách mạnh mẽ, ý chí hơn người. Do anh trai bệnh nặng không thể ra trận, Hòa Yến đã đeo mặt nạ, trở thành người thay thế anh trai nhiều năm chinh chiến xa trường, bình định biên cương. Với tạo hình tốt, nội dung phim được khán giả đánh giá cao, Cẩm Nguyệt Như Ca đang được kỳ vọng sẽ tạo cơn sốt khi lên sóng. Cẩm Nguyệt Như Ca là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh, do tác giả Thiên Sơn Trà Khách sáng tác, kể về Hòa Yến, một nữ tướng tài ba được trọng sinh để làm lại cuộc đời mình. Trước kia, dù có khả năng quân sự xuất chúng, sau khi lập nên nhiều chiến công hiển hách, cô đã quyết định ẩn mình sau ánh hào quang, sống như một người phụ nữ bình thường. Cuộc đời trước của Hòa Yến kết thúc trong bi kịch,
Nhưng may mắn, cô được trao cơ hội để lấy lại những gì đã mất. Hòa Yến từng coi Tiêu Giác, Phong Vân Chiến Thần là kỳ phùng địch thủ lớn nhất của mình, nhưng kiếp này, họ lại trở thành bạn chiến đấu bên nhau. Không chỉ vậy, theo thời gian, giữa họ còn nảy sinh một thứ tình cảm sâu đậm. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.